Xin chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình tọa đàm Sức khỏe cho mọi người của Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai. Thưa quý vị khán giả, hiện nay các bệnh lý về đường tiêu hóa ngày càng gia tăng, đặc biệt ở Việt Nam tỷ lệ người dân bị ung thư đường tiêu hóa ngày càng cao. Tuy nhiên, những biểu hiện bệnh ở giai đoạn sớm thường âm thầm, triệu chứng giống với các bệnh lý đường tiêu hóa khác, nên là người dân hay bỏ qua và phần lớn là khi đến bệnh viện khám đã đến giai đoạn trễ. Do đó, việc chủ động tầm soát ung thư đường tiêu hóa có ý nghĩa vô cùng quan trọng và nội soi tiêu hóa là một trong những phương pháp chẩn đoán phổ biến, dễ dàng và chính xác các bệnh lý liên quan đến đường tiêu hóa, giúp tầm soát phát hiện sớm ung thư tiêu hóa. Và khách mời trong chương trình ngày hôm nay sẽ trao đổi với chúng ta về phương pháp nội soi tiêu hóa và vai trò của nội soi trong chẩn đoán sớm ung thư đường tiêu hóa. Dạ vâng, xin được trân trọng giới thiệu vị khách mời đồng hành với chúng ta ngày hôm nay, bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Xuân Dương, phụ trách trung tâm nội soi Bệnh viện Quốc tế Hoàng Mỹ Đồng Nai. Xin chào MC Thanh Lâm, xin chào quý vị đang xem đài. Dạ vâng, xin cảm ơn bác sĩ Dương đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay. Và trước khi mà chúng ta đi vào nội dung chính thì xin mời bác sĩ cũng như là quý khán giả, chúng ta hãy cùng xem một đoạn clip ngay sau đây. Ghi nhận tại các phòng khám bệnh viện đa khoa cho thấy, hiện nay tỷ lệ người mắc các bệnh lý đường tiêu hóa đang có xu hướng gia tăng. Điều đáng nói, chỉ khi có dấu hiệu bất thường ở đường tiêu hóa, bệnh trở nặng thì người dân mới đi thăm khám. Cô thấy đi cầu ra máu cô sợ, bắt đầu là cô mới hỏi bác sĩ, nói bác sĩ là có phải bệnh trĩ không? Thì bác sĩ nói là cái này nó là như là cái một cái cục mụn thừa. Nếu mà cô bị cái gì mà cọ sát hay là mình phân mình nó bón á, thì nó đụng vô là nó rớm máu. Đó, có vậy thì cô bác sĩ cho uống thì cô thấy uống thì nó cầm nhưng mà giờ nó làm như là nó lại sưng lên xong bắt đầu nó cọ nó lại ra. Các bệnh lý tiêu hóa nguy hiểm đôi khi có thể nhanh chóng dẫn đến những bệnh ung thư như ung thư thực quản, ung thư dạ dày, ung thư đại tràng, đe dọa tính mạng và chất lượng sống của người bệnh. Mặc dù nguy hiểm như vậy, nhưng bệnh đường tiêu hóa khó phát hiện vì các triệu chứng thường biểu hiện khi bệnh đã nặng, dễ nhầm lẫn với các bệnh khác. Những người đi khám mà kiểm tra về cái tình trạng đường tiêu hóa của mình khi họ có cái triệu chứng liên quan đến ăn uống, mệt mỏi, chán ăn hay là bị sụt cân, bị rối loạn về tình trạng đi cầu hay là có tình trạng ở hơi, ở chua, nôn ói thì thường là ít có bệnh nhân nào mà đi tầm soát khi mà không có triệu chứng gì. Đa số những trường hợp mà có triệu chứng ở đường tiêu hóa thì khi mình nội soi kiểm tra ở đường tiêu hóa trên, thực quản, dạ dày, tá tràng hay là nội soi ở đại trực tràng thì có thể phát hiện sớm được những cái tổn thương từ mức độ nhẹ đến những cái tổn thương mà có cái nguy cơ là bệnh lý liên quan đến bệnh lý ác tính cho bệnh nhân. Theo các chuyên gia, nội soi là cách hiệu quả nhất để phát hiện sớm và can thiệp, điều trị kịp thời các bệnh lý đường tiêu hóa. Chính vì vậy, việc thăm khám định kỳ nhằm kiểm tra, loại trừ các mối nguy do các bệnh về tiêu hóa gây ra luôn được các chuyên gia sức khỏe khuyến cáo. Để tránh nhầm lẫn, phát hiện chính xác các bệnh lý đường tiêu hóa, người bệnh nên đến các cơ sở y tế có trang thiết bị hiện đại. Với đội ngũ chuyên gia nhiều kinh nghiệm để được chẩn đoán và điều trị dứt điểm bệnh một cách tốt nhất. Dạ vâng, câu hỏi đầu tiên xin bác sĩ Dương có thể cho khán giả hiểu rõ hơn nội soi tiêu hóa là gì và khi nào thì người bệnh cần phải thực hiện phương pháp này ạ? Nội soi tiêu hóa đó là một cái thủ thuật y khoa và được thực hiện bởi những bác sĩ được huấn luyện về nội soi. Thông qua ống nội soi có gắn camera ở đầu và nguồn sáng kết nối với một bộ lý xử lý hình ảnh và truyền ra màn hình. Bác sĩ sẽ điều khiển tìm được vị trí tổn thương trong đường tiêu hóa của bệnh nhân và nhận định, đánh giá vị trí, kích thước rồi đưa ra một cái chẩn đoán. Từ đó bác sĩ sẽ định hướng cái điều trị, vấn đề có điều trị được nội soi qua nội soi hay không. Nếu điều trị được qua nội soi thì nội soi có thể thực hiện thông qua cái hệ thống máy đó. Thì hiện tại quý vị và các bạn nghe thường xuyên đó là nội soi dạ dày và nội soi đại tràng. Yeah. Với công nghệ hiện nay thì xuất hiện thêm những cái mà đâu đó quý vị cũng có thể đã nghe, đó là nội soi ruột non, nội soi Việt Nam, nội soi ECB, nội soi mặt tử ngược dòng, nội soi EOS, đó là nội soi siêu âm. Tuy nhiên trong thời lượng của chương trình hôm nay thì chúng ta sẽ nói nhiều về nội soi dạ dày và nội soi đại trực tràng. Dạ vâng. Như vậy thì khi nào bệnh nhân sẽ được chỉ định sử dụng những phương pháp này ạ? Hiện nay với nội soi thì đã được mở rộng về chẩn đoán rất là nhiều.
tất cả những khó chịu gì liên quan đến đường tiêu hóa thì chúng ta đều có thể đi nội soi. Biểu hiện những khó chịu đó thường gặp như sau: những cái cảm giác đau nuốt khó, đau ngực, đau bụng, những trường hợp mà ợ hơi, ợ chua, những trường hợp nôn ói, những trường hợp ói ra máu, những trường hợp rối loạn đi cầu, đi cầu ra máu, đi cầu phân đen, đi cầu dính phân thì đều có thể đi nội soi. Một số trường hợp có đau họng, ho, điều trị bằng chuyên khoa tai mũi họng và điều trị chuyên khoa hô hấp lâu ngày không khỏi thì chúng ta cũng nên đi nội soi tiêu hóa để kiểm tra xem có cái hiện tượng trào ngược thực dậy dạ dày thực quản hay không. Đó. Thế thì ngoài những cái chỉ định như trên thì đối với những bệnh nhân đã phát hiện bệnh rồi thì có thể đi soi kiểm tra lại cái tiến triển của bệnh. Đối với những bệnh nhân có tiền sử trong gia đình, người bị ung thư, người bị polyp, có thể đi nội soi để kiểm tra. Dạ vâng. Thưa bác sĩ Dương, là khi nội soi tiêu hóa thì sẽ giúp chẩn đoán những bệnh lý gì của hệ tiêu hóa ạ? Với hệ thống nội soi hiện nay thì phát hiện được rất là nhiều cái mặt bệnh khác nhau. Chúng ta sẽ chia thành những cái nhóm bệnh để cho mình dễ hình dung. Nhóm bệnh thứ nhất đó là những cái dị vật, tất cả cái dị vật mà chúng ta vô tình hay là cố ý nuốt phải thì chúng ta cũng có thể đi nội soi và có thể lấy ra qua nội soi. Cái nhóm bệnh về mạch máu, nhóm bệnh về mạch máu thì chúng ta có thể kể đến một số bệnh như giãn tĩnh mạch thực quản, giãn tĩnh mạch tâm phình vị trong dạ dày, bệnh trĩ cũng là bệnh về mạch máu, các tổn thương Delafoy tức là những cái tổn thương dị dạng mạch máu trong ống tiêu hóa thì chúng ta đi nội soi và các bác sĩ có thể thông qua nội soi chúng ta can thiệp được những cái mạch máu nếu như nó có nguy cơ giãn vỡ hay chảy máu xuất huyết. Nhóm thứ hai đó là những cái nhóm u. U thì nó chia ra làm u lành và u ác. Nhóm thứ ba, nhóm tiếp theo đó là cái bệnh lý viêm loét. Thì trong chương trình hôm nay chúng ta sẽ nói nhiều về cái vấn đề ung thư, đó là những cái vấn đề mà liên quan đến tế bào ác tính trong ống tiêu hóa. Dạ vâng, thưa bác sĩ, trong trường hợp là nội soi thì phát hiện tổn thương tiền ung thư hoặc là ung thư sớm ở đường tiêu hóa thì có thể can thiệp qua nội soi được không ạ? Với vấn đề ung thư tiêu hóa thì có một cái đặc điểm mà hiện nay chúng ta đều băn khoăn, đó là gì? Các phương pháp kỹ thuật khác, chẩn đoán hình ảnh khác, đó là siêu âm, đó là CT, các xét nghiệm máu phát hiện ung thư sớm rất khó khăn. Vì vậy nội soi nó rất chiếm ưu thế trong cái việc phát hiện và chẩn đoán cái ung thư sớm. Thì nội soi phát hiện và chẩn đoán và hoàn toàn có thể là can thiệp để lấy cái tổn thương ung thư sớm đó được. Dạ vâng, trong trường hợp là nội soi phát hiện khối u đường tiêu hóa ở giai đoạn muộn thì mình sẽ can thiệp như thế nào ạ? Trường hợp muộn thì chúng ta biết ống tiêu hóa nó sẽ có 4 lớp, đó là lớp niêm mạc, lớp dưới niêm, lớp cơ và lớp thanh mạc. Thì những ung thư sớm được xác định đó là những cái tế bào nằm trong lớp niêm mạc. Thì những tổn thương nằm trong lớp niêm mạc thì hoàn toàn có thể cắt qua nội soi được. Còn khi đã xâm lấn xuống lớp cơ, lớp thanh mạc và xâm lấn ra các cơ quan xung quanh hoặc dây can xa thì phương pháp sẽ sử dụng đó là ngoại khoa mổ, đó là tia xạ, đó là hóa chất, đó là liệu pháp gen, liệu pháp miễn dịch. Thì tùy từng cái bệnh nhân cụ thể, tùy từng đơn vị mà bác sĩ chuyên khoa họ sẽ quyết định lựa chọn cái phương pháp nào hoặc phối hợp các phương pháp với nhau. Dạ vâng, nhiều người rất là lo sợ việc nội soi vì cảm thấy khó chịu, thậm chí là còn buồn nôn nữa. Vì vậy là đối với những bệnh nhân mà có chỉ định nội soi thì có phương pháp nào giúp cho cái việc nội soi dễ dàng hơn hay không thưa bác sĩ? Nội soi tiêu hóa, đặc biệt là nội soi dạ dày cho những bệnh nhân mà nội soi thường, nôm na gọi là nội soi tĩnh nhé, thì bệnh nhân sẽ có cái cảm giác sợ, có cảm giác đau. Vì sao? Vì cái ống soi sẽ đi qua miệng họng bệnh nhân, ống soi cọ vào thành sau họng, gây ra một cái trạng thái kích thích nôn ói dù bệnh nhân muốn hay không. Thì với cái sự phát triển của cái máy móc thiết bị ngày nay và các bác sĩ nội soi hiện tại được đào tạo rất là bài bản thì cũng đã giảm đi được phần nào. Tuy nhiên có những trường hợp mà bệnh nhân vẫn thấy khó chịu thì chúng ta có thể lựa chọn phương pháp đó là nội soi gây mê. Cảm ơn bác sĩ Dương ạ.
Thú vị, tiếp tục chương trình thì chúng ta hãy cùng xem một phóng sự sau để thấy rõ việc nội soi tiêu hóa không đông được thực hiện như thế nào và cảm giác của người bệnh khi thực hiện phương pháp này ra sao. Mời quý khán giả cùng theo dõi. Nội soi gây mê hay nội soi tiền mê là phương pháp nội soi mà trước khi thực hiện, các bác sĩ sẽ tiêm thuốc mê vào cơ thể bệnh nhân. Khi bệnh nhân vào trạng thái ngủ mê, bác sĩ mới tiến hành đưa thiết bị nội soi ống mềm, đầu có gắn đèn và camera vào cơ thể. Do đó sẽ quan sát toàn bộ hình ảnh của thực quản, dạ dày, tá tràng. Qua nội soi, bác sĩ có thể phát hiện những tổn thương rất nhỏ, chỉ vài mm, có thể sinh thiết tìm tế bào ung thư, lấy mẫu mô chẩn đoán vi khuẩn trong dạ dày, hoặc có thể trực tiếp can thiệp vào tổn thương, cắt polyp. So với nội soi thông thường thì phương pháp nội soi có gây mê, giúp bệnh nhân không còn cảm giác khó chịu, đau đớn. Đây chính là ưu điểm lớn nhất mà nội soi tiêu hóa gây mê mang lại. Thấy mình cứ tức tức nghẹn nghẹn ở cổ, cảm giác như là không biết là trong thực quản của mình nó có cái gì hay là bị ung thư hay cái gì, nó sợ lắm, thực sự là sợ luôn đấy. Nằm trên cái phòng hồi sức lúc chuẩn bị vào thì cũng sợ lắm, tại vì tính cũng hơi nhát á, nên là mới quyết định là chọn cái nội soi này. Thì hôm nay thấy thực sự là bình thường thôi, vào thuốc cái là vào phòng là ngủ, sau mười mấy phút là dậy là xong là có kết quả đấy, thì thấy nó rất là nhẹ nhàng. Nội soi thì cho kết quả là thấy là cũng ở mức độ vừa thôi ạ. Thực quản thì cũng bị xước viêm nhẹ, dạ dày cũng bị nhẹ thôi, bị viêm xung huyết nhẹ. Còn cái HB thì là không có thấy bị nữa. Đối với trường hợp mà dạ vâng, thưa bác sĩ Dương, khi mà thực hiện nội soi có gây mê thì nó có khác gì với nội soi thông thường và các biện pháp này có an toàn không ạ? Về kỹ thuật thực hiện của bác sĩ nội soi thì hoàn toàn không có sự khác biệt giữa nội soi gây mê và nội soi thường, tức là nội soi tỉnh. Tuy nhiên, về phương diện tiếp cận với bệnh nhân thì có sự khác biệt. Đó là bệnh nhân khi đến với nội soi gây mê, bệnh nhân sẽ được khám tiền mê bởi bác sĩ chuyên khoa gây mê hồi sức. Yeah. Sau khi được khám, bác sĩ sẽ đánh giá một cái liều lượng vừa đủ cho một cuộc soi, tức là thời gian nó vừa đủ cho một cuộc soi. Sau khi bệnh nhân đã được dùng những cái thuốc giảm đau, gây ngủ và đưa vào vị trí soi thì bác sĩ nội soi sẽ thực hiện cái cuộc soi. Và trong quá trình soi, bệnh nhân hoàn toàn không có một cái cảm giác gì là khó chịu hay là một cái vận động kích thích gì đó. Điều này rất tốt cho bác sĩ nội soi, đặc biệt khi có những cái can thiệp cần phải điều trị. Bởi vì khi mà quá trình điều trị sẽ có những cái chi tiết, những cái điều khiển thiết bị nó rất là biến động nhỏ. Thì khi bệnh nhân nằm yên thì bác sĩ thực hiện nó sẽ rất là đảm bảo. Đồng thời quan sát được những cái tổn thương nó rõ ràng hơn, nó tốt hơn rất nhiều so với khi mà bệnh nhân có những cái kích thích, có những cái vận động. Dạ vâng, như vậy thì khi mà bệnh nhân thực hiện phương pháp nội soi gây mê thì có cần phải có người nhà đi theo không ạ? Hiện tại ở trung tâm của chúng tôi thì khuyên những bệnh nhân trẻ em, là người già sẽ có người nhà đi cùng. Tuy nhiên, những bệnh nhân mà trưởng thành bình thường thì có thể đi một mình. Tuy nhiên, phải chú ý rất là kỹ vấn đề sau khi nhận kết quả thì chờ tỉnh táo hoàn toàn để chúng ta đi về. Đặc biệt những người chủ động lái xe để tham gia an toàn giao thông. Dạ vâng, một vấn đề mà Lâm nghĩ là rất là nhiều vị khán giả đang xem đài cũng rất là quan tâm, đó chính là cái chi phí mà mình thực hiện nội soi gây mê không đâu. Thì không biết là bác sĩ Dương có thể chia sẻ về vấn đề này được không ạ? Chi phí của một cái cuộc nội soi gây mê thì nó sẽ tùy từng cái đơn vị, tùy từng bệnh viện mà có cái sự khác biệt. Ở trung tâm của chúng tôi thì chi phí cho một cuộc soi nó tầm loanh quanh tới 2 triệu 2 tới 2 triệu 3. Dạ vâng. Dạ thưa bác sĩ Dương, để đảm bảo nội soi an toàn và hiệu quả thì người bệnh cần lưu ý những gì trước khi thực hiện nội soi tiêu hóa? Trước khi nội soi tiêu hóa thì chúng ta chia ra để cho nó dễ hiểu hơn. Đó là chúng ta với bệnh nhân mà nội soi tiêu hóa trên, tức là nội soi thực quản, dạ dày, tá tràng, thì cái việc chuẩn bị nó sẽ đơn giản hơn. Chúng ta chỉ cần nhịn đói từ 6 cho đến 8 tiếng đồng hồ. Hoàn toàn nhịn đói 6 đến 8 tiếng đồng hồ. Và trong quá trình chờ nội soi, chúng ta không ăn hay là uống những cái thuốc mà có màu, những cái nước ngọt có màu, rồi là những thuốc dạng băng niêm mạc, sữa, và chúng ta ngừng nước trước 2 tiếng đồng hồ. Đối với nội soi tiêu hóa dưới, tức là nội soi đại trực tràng,
thì chuẩn bị sẽ tỉ mỉ hơn, chi tiết hơn để đảm bảo cái đại tràng nó sạch. Khi đại tràng sạch thì giúp cho bác sĩ quan sát được kỹ càng hơn, tốt hơn, tránh bỏ sót tổn thương. Cái thứ hai, thời gian soi sẽ rút ngắn hơn. Cái thứ ba, an toàn hơn cho người bệnh hơn. Thế thì trước ngày soi đại tràng, 1-2 ngày chúng ta sẽ ăn hạn chế tối đa những cái chất xơ. Đó là những cái rau xanh thì chúng ta có giảm đi. Và đặc biệt những cái trái cây mà có nhiều hạt nhỏ như dưa hấu, thanh long hay ổi thì chúng ta sẽ không ăn. Vì sao? Vì cái hạt khi mà nó không tiêu hóa được, nó vào đại tràng thì cản trở cái trường nhìn của bác sĩ. Cái thứ hai, có thể gây tắc máy soi. Thế còn thuốc làm sạch đại tràng thì bệnh nhân sẽ được hướng dẫn cụ thể tại trung tâm nội soi. Bệnh nhân cũng chú ý một điều, từ khi uống thuốc cho đến thời điểm soi chúng ta cũng hoàn toàn không có ăn gì hết. Chúng ta cũng buộc phải ngừng nước trước khi soi 2-2.5 giờ đồng hồ để tránh cái tình trạng trong dạ dày của mình còn ứ đọng nước sẽ trào ngược trong quá trình nội soi và phổi gây sặc. Ngoài ra bệnh nhân nên tìm hiểu trước về những cái trung tâm mình sẽ đến để cho an tâm hơn. Cái thứ hai, tìm hiểu trước về nội soi thì để cho mình tạo một cái trạng thái tâm lý tốt khi đi nội soi. Cái tiếp theo đó là mình hãy chuẩn bị những cái hồ sơ, những cái dữ liệu khám bệnh của mình trước đó để đến cung cấp và khai báo đầy đủ cho bác sĩ để cuộc soi được thuận lợi và an toàn. Dạ vâng, thưa bác sĩ Dương, một số người bệnh là có cảm giác là đau họng nè hoặc là tức bụng sau khi nội soi, thì các những triệu chứng này có đáng lo ngại hay không và làm sao để cải thiện những vấn đề này ạ? Đau họng của bệnh nhân thì hay gặp ở nội soi tỉnh, tức là không gây mê. Vì sao? Vì quá trình soi bác sĩ đưa một cái ống soi vào hạ họng. Tuy nhiên mặc dù có sử dụng thuốc gây tê, tuy nhiên vẫn tạo một cái cảm giác vướng khó chịu cho bệnh nhân. Nó kích thích bởi gây bệnh nhân ẩm ọe, nôn ói, cọ sát mạnh vào ống soi, bệnh nhân sẽ thấy đau họng. Thế thì những trường hợp này bác sĩ sẽ khuyến cáo sau khi soi xong thì mình sẽ súc miệng nhẹ nhàng và nhà nước đi chứ không có cố gắng khạc nhổ. Cái cảm giác đắng họng một chút, cảm giác tê, cảm giác đau một chút nó sẽ qua nhanh, loanh quanh 20-30 phút là có thể hết. Nếu như mà vẫn còn khó chịu, quý vị có thể ngậm một cái kẹo gì đấy có thể. Dạ vâng, còn với cái trường hợp là bị tức bụng thì sao ạ? Còn trường hợp tức bụng hay gặp hơn đối với nội soi đại tràng. Vì nội soi đại tràng là một cái thủ thuật thăm khám bằng một cái ống soi dài và lớn hơn nội soi dạ dày. Cái đại tràng của nhân sẽ có những đoạn gấp khúc và rất là nhiều cái vòng van, nếp van. Trong quá trình soi bác sĩ phải bơm hơi lên để quan sát được những cái vị trí tổn thương ở những cái ngóc ngách để tìm những cái hình ảnh bệnh lý. Sau khi rút ra bác sĩ sẽ thực hiện cái động tác hút hơi. Tuy nhiên những cái ngóc ngách và nhiều cái nếp van đấy giữ lại cái hơi trong dạ dày, trong lòng đại tràng, thì sẽ có cái cảm giác đầy hơi trong đại tràng. Vấn đề thứ hai đó là khi rút ống soi ra rồi thì cái ruột, nhu động ruột nó sẽ sắp xếp lại cái vị trí ban đầu sinh lý vốn có của nó, nên sẽ có cái hiện tượng co thắt. Thì trường hợp này bệnh nhân, chúng tôi hướng dẫn bệnh nhân xoa nhẹ bụng từ phải sang trái, năn sang trái, năn sang phải, hoặc ra nhà vệ sinh mình xì hơi đi cho nó giảm đi thì nó sẽ giảm đau. Trường hợp mà bệnh nhân vẫn còn đau nhiều thì báo lại với bác sĩ nội soi để bác sĩ nội soi có những biện pháp giúp cho cái hơi đấy nó thoát ra ngoài nhanh hơn. Hiện nay thì các trung tâm, nhiều trung tâm có cái kết nối với cái máy soi bằng cái bơm khí CO2. Khí CO2 thì nó hấp thụ rất là tốt qua đường ruột. Vì vậy nếu như sử dụng khí CO2 trong quá trình nội soi thì bệnh nhân gần như không có cái cảm giác chứng bụng. Dạ vâng, xin cảm ơn bác sĩ Dương ạ. Thưa quý vị, để kết quả nội soi tiêu hóa được chính xác cũng như là hạn chế các rủi ro sau quá trình nội soi, chúng ta hãy lưu ý một số vấn đề sau. Lưu ý trước khi nội soi. Phải nhịn ăn trước khi nội soi ít nhất 6-8 giờ để đảm bảo dạ dày rỗng hoàn toàn và không uống các nước có màu như cà phê, cacao, coca. Cho bác sĩ biết về các thuốc mình đang dùng và tình trạng dị ứng nếu có. Đồng thời cần chuẩn bị tâm lý thoải mái, bình tĩnh trước khi nội soi. Lưu ý sau khi nội soi. Sau khi nội soi, người bệnh nên nghỉ ngơi một thời gian ngắn rồi mới ra về. Dấu hiệu bình thường. Một số người bệnh có cảm giác đau họng sau khi nội soi. Đây là triệu chứng bình thường, sẽ tự khỏi sau 1-2 ngày.
Để giảm đau họng, cần súc miệng, họng bằng nước muối sinh lý, giúp sạch khoang miệng, sát khuẩn cổ họng và tránh nhiễm trùng. Một số triệu chứng sau nội soi như chướng bụng nhẹ, khó nuốt sẽ giảm dần trong vài ngày. Khoảng 2 giờ sau khi kết thúc kỹ thuật nội soi, bệnh nhân chỉ nên ăn những thức ăn mềm, lỏng, dễ tiêu hóa. Bên cạnh đó, người bệnh sau khi tiến hành nội soi cần tránh xa những thức ăn cay nóng vì nó có thể gây tổn thương đến niêm mạc. Dấu hiệu bất thường. Trong trường hợp đau bụng dữ dội sau khi nội soi, cần báo ngay cho bác sĩ để xử lý kịp thời. Dạ vâng, thưa quý vị, như đề cập ở phần đầu chương trình thì với tỷ lệ người mắc ung thư đường tiêu hóa gia tăng hiện nay thì việc chủ động tầm soát bệnh sớm có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Dạ thưa bác sĩ Dương, vậy những đối tượng nào thì cần phải chú ý đến việc thực hiện tầm soát phát hiện sớm ung thư đường tiêu hóa? Việc tầm soát đường ung thư đường tiêu hóa hiện nay rất là quan trọng vì như đã nói, ung thư sớm đường tiêu hóa gần như không có triệu chứng. Dạ. Bản thân người bệnh cảm thấy không có triệu chứng gì hết. Tuy nhiên khi soi vào thì các bác sĩ nội soi phát hiện được cái tổn thương, thậm chí là tiền ung thư hoặc ung thư. Vậy nên cái khuyến cáo soi cho những bệnh nhân thậm chí không có triệu chứng là từ 45 đến 50 tuổi trở lên là chúng ta thậm chí không có biểu hiện gì, chúng ta cũng có thể đi soi hệ thống tiêu hóa của chúng ta để xem có vấn đề về ung thư hay không. Thậm chí nếu như không có ung thư, chúng ta sẽ có những cái vấn đề khác để mà điều trị cho nó kịp thời. Còn những cái trường hợp mà bệnh nhân, nhóm bệnh nhân mà có người thân trong gia đình cùng huyết thống như anh chị em ruột, bố mẹ, con đã phát hiện bị ung thư thì nên đi soi ung thư từ sớm, từ khi 30 đến 35 tuổi có thể ta đi kiểm tra bằng nội soi để phát hiện xem là có vấn đề gì trong cái đường tiêu hóa của mình hay không. Với những cái nhóm bệnh nhân có nguy cơ như thói quen sử dụng bia rượu, thuốc lá, thói quen sử dụng các thuốc kích chất kích thích, rồi ăn uống nhiều cái chất dầu mỡ chiên rán xào, rồi những bệnh nhân mà có polyp, rồi những bệnh nhân mà có HB thì chúng ta sẽ tầm soát khi ở cái lứa tuổi từ 40 cho đến 45 tuổi. Dạ vâng, nhưng mà cái lần mà tầm soát chúng ta thực hiện cái phương pháp nội soi tiêu hóa thì một năm là mình có cần phải quy định là bao nhiêu lần không? Cái này cũng rất là nhiều quý bệnh nhân đã hỏi lại chúng tôi. Thì để mà thực hiện cái chiến lược theo dõi tốt nhất đó là chúng ta đi soi và bác sĩ sẽ dựa vào kết quả đấy để tiếp tục đưa cho mình một cái chiến lược theo dõi. Bởi vì anh A cũng nghiện rượu, nghiện bia, nhưng mà cái kết quả soi của anh lần này nó như thế này. Anh B cũng nghiện rượu cũng bia, soi kết quả như này. Hai anh lại sẽ có chiến lược khác nhau vì cái bệnh của hai anh ấy đó khác nhau. Đó, nên là chúng ta sẽ không dùng chung một cái bao nhiêu năm, bao nhiêu tháng cho tất cả bệnh nhân, mà chúng ta phải căn cứ vào từng bệnh nhân cụ thể, từng bệnh nhân có cái bệnh lý cụ thể. Dạ vâng. Thưa quý vị, đường tiêu hóa được ví như là bộ não thứ hai của chúng ta. Nếu đường tiêu hóa không khỏe thì cũng ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe tinh thần, phải không ạ? Và trước khi khép lại chương trình ngày hôm nay thì bác sĩ Dương có lời khuyên gì đến khán giả để làm sao mà chúng ta sẽ có một hệ tiêu hóa khỏe mạnh ạ? Có một hệ tiêu hóa khỏe mạnh thật sự là rất tuyệt vời. Dạ. Chúng ta phải khẳng định với nhau như vậy. Thế thì để mà đảm bảo cái đường tiêu hóa của chúng ta khỏe mạnh thì chúng ta phải tuân thủ những cái biện pháp phòng bệnh chung trước. Đó là gì? Lối sống lành mạnh, vận động thể dục thể thao phù hợp với cái tuổi, cái sức của mình, ăn uống lành mạnh. Riêng với bệnh lý hệ thống tiêu hóa thì chúng ta sẽ chú ý thêm một số điều như sau. Về chế độ ăn, chúng ta sẽ tránh ăn những cái chất mà cháy từ protein, ví dụ như thịt nướng cháy mà màu đen đó, hoặc là trứng chiên hay cá chiên mà có cháy màu đen chúng ta sẽ không có ăn, tại vì cái đó là cái yếu tố nó góp phần gây nên cái ung thư. Những cái quả hạt mà nó đã lên mầm, đậu phộng lên mầm, khoai tây lên mầm, cái đấy chúng ta không ăn nó. Đó. Cái tiếp theo đó là cái dưa muối cũng là một cái khuyến cáo mà chúng ta sẽ phải giảm tối đa, mặc dù nó có thể là nó ngon. Ăn mặn, trước đây ăn mặn thì hay nhắc đến cái bệnh lý loãng xương, thận, cao huyết áp, nhưng hiện nay thì người ta cũng khuyến cáo phòng tránh ung thư tiêu hóa là chúng ta phải ăn nhạt lại. Ngoài ra khi phát hiện được cái vi khuẩn HP, chúng ta cũng tìm cách diệt bằng những cái toa thuốc hoặc thăm khám của những bác sĩ chuyên khoa. Khi phát hiện những cái polyp trong ống tiêu hóa thì chúng ta cũng
nên xử lý, cắt nó đi. Đó là cái mầm mống của ung thư. Theo những cái nghiên cứu cho thấy thì những ung thư sau khi phát hiện ra thì 90-95% khởi đầu từ những polyp. Mặc dù bản thân những polyp nhỏ nó là vô hại, nhưng khi mà nó lớn lên dần theo năm tháng thì nó có thể chuyển thành ung thư. Vì vậy, để đảm bảo phát hiện sớm, điều trị sớm những cái tổn thương thì quý vị có thể là đi thăm khám định kỳ để các bác sĩ chuyên khoa họ phát hiện và họ điều trị kịp thời và có những cái tư vấn. Và khi chúng ta phát hiện được bệnh lý rồi thì chúng ta sẽ tuân thủ cái phương pháp điều trị của các bác sĩ chuyên khoa mà chúng ta không tự ý dùng thuốc. Vâng, chúng ta đã biết là các phương pháp để mà có một cái hệ tiêu hóa mạnh rồi, nhưng mà Lâm muốn một lần nữa thì bác sĩ Dương có thể chia sẻ về những cái dấu hiệu ban đầu nào mà người bệnh nên tìm đến các cơ sở khám chữa bệnh để mà thực hiện cái phương pháp là nội soi tiêu hóa. Những cái biểu hiện thì cũng như đã trình bày một phần ở đầu chương trình, thì tất cả những cái khó chịu của cái hệ thống tiêu hóa chúng ta hoàn toàn chúng ta có thể đi soi được. Tất nhiên có những cái chống chỉ định, nhưng chống chỉ định cũng hẹp thôi, và khi đến với bác sĩ sẽ phát hiện những cái chống chỉ định để mình cái cuộc soi nếu mà nó không an toàn thì bác sĩ có thể là tư vấn để mình chọn cái phương pháp khác. Thì những cái khó chịu đó là gì? Những cái nuốt nghẹn, nuốt vướng, đau bụng, đi cầu ra máu, sút cân không rõ nguyên nhân, thiếu máu, nó rất là nhiều nguyên nhân. Nôm na là gì? Tất cả những cái gì khó chịu ở cái đường tiêu hóa chúng ta cảm nhận thấy được, chúng ta đều có thể đi tầm soát, đều có thể đi nội soi. Dạ vâng, có một cái thực trạng như thế này là ngày nay cái bệnh tiêu hóa, lúc nãy thì bác sĩ có nói là những cái độ tuổi mà chúng ta sẽ thực hiện cái phương pháp nội soi tiêu hóa là Lâm thấy là bác sĩ liệt kê là hầu như là từ 30 trở lên. Nhưng mà chúng ta biết là ngày nay thì các bạn trẻ, đặc biệt là các bạn trong độ tuổi là từ 20 dưới 30 thì các bạn bị bệnh tiêu hóa rất là nhiều, và các bạn không chọn cái cách là mình sẽ đến với bệnh viện để thăm khám mà sẽ chọn là ra các nhà thuốc để mà mua các liều thuốc giảm đau hoặc là những cái liều thuốc mà trị bao tử. Thì theo bác sĩ cái việc này nó có nên hay không ạ? Điều này thì hoàn toàn không nên. Tại vì để sử dụng thuốc thì chúng ta phải có một cái kiến thức rất là bao quát về cái thuốc đấy. Và cái thứ hai là chúng ta phải biết rằng chính xác cái bệnh là cái gì. Và cái từ cái liều lượng hàm lượng phải là những cái bác sĩ đúng trong cái chuyên khoa đấy thì với điều trị tốt cho mình được. Mình tự ý đi mua là hoàn toàn là điều không nên. Dạ vâng, xin cảm ơn bác sĩ rất là nhiều ạ. Thưa quý vị, chúng ta đã có những cái chia sẻ rất là hữu ích trong chương trình ngày hôm nay từ bác sĩ Nguyễn Xuân Dương, và đã giúp cho quý vị hiểu rõ hơn về phương pháp nội soi tiêu hóa và tầm quan trọng của việc tầm soát phát hiện sớm ung thư đường tiêu hóa. Dạ vâng, một lần nữa xin cảm ơn bác sĩ đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay ạ. Thưa quý vị, đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã hết. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đón xem chương trình vào lúc 16:05 chiều thứ 6 hàng tuần trên kênh Đồng Nai 1. Và bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.